người ơi, gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Chắc chắn là có duyên thì mới đi cùng nhau đến ngày hôm nay chứ các bạn fan nhỉ. Nếu đã là thánh đu idol thì nghe tên nào cũng nhận ra hết á. Like video rồi cùng nhau tìm hiểu thôi nào. Câu 1, Chùm đất Bắc là biệt danh của ai? Soi, cái này thì ai mà chẳng biết. Cái tên Ngân Hà Chùm đất Bắc, thánh đu idol nào cũng phải biết rồi. Câu 2, hot girl trứng rán là ai nhỉ? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần fan cơ, chính là chị Trần Thanh Tâm nè. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cộng cơ. Câu 3, ai được Giang Tư Mận gọi là hoàng tử? Ở đây thì chỉ có Hoa Hanasi thôi. Cô nàng hoàng tử này nhìn chất nhất cái TikTok này luôn á. Có anh em nào mê hoàng tử không nhỉ? Câu 4, vậy ai được gọi là Lisa Việt Nam? Gọi với cái tên là Lisa Việt Nam ngoài chị Xin nữa. Cơ mà chị ấy không thích cái tên này lắm đâu nha. Trêu nhiều là chị quạo đó. Beat đâu nhá? Cho tôi con beat. Beat mà siêu ơi beat. Beat từ A đến Z. Z để anh lo hết. Hết yêu hay là get. Get I'm still the best. Best từ A đến Z. Z anh là alpha best. Best để anh lo hết. Hết từ A đến Z. Z. Câu 5, bạn có biết Roche Việt Nam là ai không nhỉ? Ngược lại với Xin, khi được gọi là Roche phiên bản Việt Nam thì chị Huyền Diệu lại cực kỳ thích thú. Chị ấy còn cosplay y như idol bông hồng nước Úc nữa đấy. Câu 4, thành viên nào của Blackpink có tên là Bánh Bao nhỉ? Trời, ngoài cái tên Gucci sống, cô em Jennie còn có cái tên là Bánh Bao vì chị ấy có đôi má phúng phính y như cái cặp bánh bao luôn mà. Chăm mặt đi con. Chăm mặt đi con. 1 2 Jennie à. 네. 2 뭐 하세요? 3 7, Giang Cơ Mật đặt tên Thánh Dẹo cho TikToker nào? Còn ai vào đây được nữa? Chính là chị Thiên Ân. Tưởng không dẹo, ai ngờ dẹo không tưởng luôn. Làm cục cưng không bé ơi, anh cùng em tin tay tinh thần. Về nhà anh lo bé ơi, anh mà yêu là yêu hết mình. Giờ làm sao để nói ra, em gì ơi này em gì ơi. Câu 8, Tuấn Trinh là ai anh em nhỉ? Nghe cái tên đã tưởng tượng ra cái cảnh bị dọa khi ăn rồi. Chỉ
có thể là anh Long Chun thôi. Ăn nhanh không là cô Trinh nuốt chửng đây nè. Ngoan cô Trinh thương, cô Trinh yêu, hư cô Trinh nuốt chửng nhé. Ăn nè, nuốt hết bát cơm nè. Đừng cô Trinh cáu. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Câu 9, Lê Bóng từng có cái tên biệt danh nào? Chị ấy chưa làm MC thì chị ấy đã nổi lên như một hiện tượng nhờ trên lè lưỡi. Từ đó cộng đồng Top Top đã gọi chị Bóng là Thánh Lè Lưỡi ấy. Đến giờ này mà còn chưa comment đáp án là Jenny Huỳnh thì xứng đáng là một điểm về chỗ nha. Ai không comment đúng thì tôi báo cho chị Jenny không có tặng quả bơ cho đâu đấy. Thúy, Thúy, trước đây làm diễn viên chuyên nghiệp. Thế nhưng giờ lấn sang âm nhạc, nhạc, giá phôn nam. Sâu, sâu. Khá hơn con này, em có con này mới thi hoa hậu 15.000 đô. Câu 11, bà chùm nông sản là ai vậy ta? Chính xác là chị Viên Bibi rồi. Cơ mà chị ấy có cái vườn độc lạ thật đấy, cây chanh lại mọc ra quả ổi cơ mà. Câu 12, vậy chị Việt Phương Hoa có biệt danh là gì nhỉ? Chả hiểu sao chị ấy lại có tên là chị Google. Ai biết gốc rễ ngọn ngành thì mách cho tôi với. Em hỏi ngày sinh của chị làm gì thế? Tại vì em quên mất mật khẩu của em mất rồi. Câu 13, cô gái 7 thứ tiếng là ai? U là trời, nói lưu loát 7 thứ tiếng thì chỉ có thể là chị Khánh Vy thôi. Siêu thật đấy, đã xinh lại còn giỏi. Ta chẳng ai dâng hiến. Ta chẳng ai hy sinh. Em chịu khó xem đi nhé. Tom xã yêu dấu, không biết anh có nhớ em không nào. Chứ em nhớ anh muốn xỉu. Câu 15, anh Hồ Việt Hoàng có biệt danh là gì? Anh Hoàng có biệt danh là vua lì đòn thì bạn chỉ là fan hùa mà thôi. Hãy chứng minh mình là fan cứng dựng đứng đi nào. Ông vợ chẳng yêu anh. Ôi giời, tức giận. Được rồi, ok vợ. Em chẳng yêu anh, em chẳng yêu anh. Câu 16, hội anti-fan đã gọi ai là xi măng nhỉ? Xi măng là
mèo xanh mà Antifan của chị mèo Simi đặt cho chị ấy đấy. Cơ mà chị ấy còn thích cái tên này nữa cơ. Antifan cũng chịu thua luôn á. Những chiếc cửa tay mày sắc, anh lướt qua trong khoảnh khắc. Nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ ngại. Từng con gái đâu yêu bằng ngắt, sao bỗng nhiên tim lại lắc. Vô tình rơi rồi không biết anh có nhặt. Hình như anh thích thật rồi mà... Đu idol cũng phải đu cho nó chất lượng vào nha anh em. Hỏi mấy cái biệt danh mà không biết thì đu cái nỗi gì. Video đến đây là hết rồi. Nhanh tay like video và đăng ký kênh cho tôi đi nào. Bye bye.